chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày cửu trùng, là một ngày mà gọi là nhiều số 9 nhất. Hôm nay chính là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019. Thì các bạn có thể thấy được cái đơn hàng đầu tuần của chúng tôi về rất là nhiều mấy cắt cỏ. Vừa rồi hàng về nó còn rất là tứ tung và chúng tôi cũng đã dọn bớt vào cho nó gọn rồi. Các bạn có thể thấy được trong cái đống hàng này thì có được mấy bộ phụ thuốc. Thì các bạn có thể thấy được bộ phụ thuốc Mazuma MS310 có cuốn dây, có lưu cuốn dây luôn, động cơ Kubota nhá. Cuốn dây thu, cuốn dây tự động luôn. Bộ máy này rất là đẹp. Lát nữa chúng tôi sẽ vệ sinh test thử và lên cho các bạn xem. Các bạn có thể thấy được Mazuma 310 thì chúng tôi quay các bạn khá nhiều lần rồi, khả năng vận hành của nó rất ok. Bộ này thì các bạn có thể thấy được cái sục thuốc nhìn quá là chất luôn, inox luôn. Này. Nhìn những cái con, nhìn những cái đầu rắc co nối của nó nhìn rất là chất, cực kỳ đẳng cấp. Hàng này thì tất nhiên rồi, nếu mà chúng ta mua mới thì rất là khó. Đây dây vẫn là dây của Nhật luôn. Rất đẹp nhá. Các bạn có thể thấy được. Còn máy cắt cỏ thì chúng tôi về chủ yếu đợt này là Echo. Ngoài Echo ra thì có thêm G2K và Zenith Komatsu. Zenith Komatsu này hàng có đề các bạn nhá. Nhưng mà đề này thì chúng tôi phải kiểm tra là xem cái phần pin của nó có còn hoạt động được hay không. Nếu mà pin hoạt động được thì chúng tôi sẽ giữ nguyên đề. Còn nếu mà pin nó không hoạt động được thì chúng tôi sẽ phải lai chuyển sang chế chụp giật. Đấy, lai chuyển sang chụp giật. Đấy các bạn có thể, đây là Echo 209. Chúng tôi quay luôn tình trạng hàng mới về để cho các bạn biết được là cái hàng Nhật bãi nó về nguyên bản thì nó như thế nào. Và sau khi sao chúng tôi lại có nhiều chiếc máy đẹp như thế thì các bạn có thể thấy được. Ngoài những chiếc máy xấu thì bao giờ cũng có những chiếc máy đẹp, và ngoài những chiếc máy đẹp bao giờ cũng chỉ có những chiếc máy xấu. Những chiếc máy đẹp thì tùy lô có nhiều hơn hay là có ít hơn, rất là thì là tùy. Các bạn có thể thấy được. Đây các bạn có thể thấy được. Một số dòng, ví dụ các bạn thấy Echo 209 này, máy của nó còn khá là đẹp này. Nhìn thấy nước bô của nó còn sáng trắng luôn, chưa có bị rỉ gì. Nhưng mà đây các bạn có thể nhìn chế vào khí nó rất là đẹp. Nhưng mà chế của nó là chế của ga này, sau khi chúng tôi về xử lý sẽ phải thay cái phần chế này đi. Chế này thì không sử dụng được. Đây các bạn có thể thấy được. Đây là Echo 230 và 260. Các bạn có thể được nhìn cái dòng máy này nhìn rất là đẹp nhé. Đây là nguyên bản về, kể cả đẹp đến mấy thì nó vẫn phải bẩn, không thể nào nó sạch được đâu. Và khi chúng tôi về chúng tôi dọn vệ sinh thì chúng tôi sẽ phải dựa vệ sinh lên. Đây các bạn có thể thấy những chiếc này nhá, nguyên bản về này, bô của nó còn rất là sáng này. Đó, crisp, chế của nó chế ngang luôn này. Những dòng chế ngang này rất là được chuộng. Đây những dòng này gọi là chế TL luôn này, bạn thấy không? Đó, rất ổn. Rất đẹp. Đấy, có một số chiếc này chúng tôi nhặt ra cho bạn xem. Đây những chiếc này là 2625 này, gọi là Echo 26 này, chế ngang luôn nhá. Ngang là chế của ga luôn. Những dòng chế ngang này giá nó sẽ đắt hơn. Đây các bạn có thể thấy mặt liền này, mặt rời này, thấy chưa? Hai mảnh, mặt trước và mặt hai mảnh. Đấy, con này chế Boe Zin này, con này chế của ga này, 230 này. Đấy các bạn thấy không? Tức Echo nó sẽ có dòng chế của ga và chế ngang, như con này chế ngang này. Bạn thấy không? Đấy. Bạn thấy chế ngang tức là cái phần dây ga của nó kéo cái phần tai cửa ga nó sẽ là ngang như này, còn cái phần chế quả ga thì nó sẽ kéo ngược lên trên. Đấy các bạn thấy không? Chế kéo ngược lên trên lại khác. Đầu này gọi là chế ngang này. Đó. Con này quá đẹp luôn các bạn thấy, con Echo này rất là đẹp. Các bạn thấy vú xăng còn màu xanh luôn. Con này quá đẹp luôn. Con này mà chúng tôi dọn lên thì các bạn khẳng định các bạn như mới, nhìn các bạn không nhận ra luôn. Chất bình xăng này, con này nhìn trắng tinh rồi. Các bạn nhìn máy đẹp, nhìn máy xấu các bạn nhìn biết ngay. Đây chúng tôi sẽ dọn lên khoảng tầm 10 con cho bạn xem. Ga nhìn phê chưa? Các bạn đợi chờ nhá, tầm chiều nay chúng tôi sẽ lên 60 lô tầm chục con lên cho các bạn xem. Đây, con này là phun thuốc có cuốn dây này. Về hai bộ phun thuốc có lưu cuốn dây luôn. Đây một bộ này. Đây một bộ nữa là hai này. Bộ kia là 310, bộ này 410 nhá, bộ này to hơn các bạn thấy không?
Bộ này cuốn dây tự động luôn này. Vẫn còn dây nhặt luôn. Dây nhặt rất là mềm, đặc thù dây nhặt cực kỳ mềm luôn. Bình thường cái dây chất lượng kém ấy, khi các bạn vào thuốc nó sẽ bị cứng, còn dây nhặt nó rất là mềm. Đấy, chiếc bộ này là Mazu 410 R2 này các bạn thấy không. Ngoài ra thì chúng tôi còn một mấy chiếc sới đây. Gian Ma này, Kuta T140 này, bé xíu, rất xinh này. Còn một bộ này cũng khá là ok, bộ này bộ phun thuốc. Bộ này áp lực cao này. Bộ này là đóng thùng luôn các bạn thấy không. Đấy, tháo ra cho các bạn xem bên trong như nào nha. Wow, quá đẹp. Đầu Mazu. Quá đẹp luôn. Từ sau lớn. Con này các bạn có thể dùng rửa xe cũng được. Con này có đề luôn nhá. Đấy, Hitachi 12V này. Con này không nhầm động cơ Subaru. Cốt xéo tô chậm 9 ngựa rồi. Đoạn này lát nữa chúng tôi sẽ kiểm tra xong. Khi kiểm tra xong chúng tôi sẽ quay lên cho bạn xem. Mã của nó đây SJE1518SD này. Áp của nó lên đến 15.3. 15.3 của Nhật là khỏe lắm đấy các bạn ạ. Nhiều đâu. Nhìn cỡ đuôi nào. Đây bên này các bạn nhìn thấy. Cực đẹp. Ắc quy này. Khu vực ắc quy đề. Động cơ này. Động cơ Kuta các bạn nhá, động cơ Kuta. À động cơ Robin, Robin EH. EH34. Uầy, động cơ rất khủng luôn. EH34 thì nó phải vào tầm hơn 9 chấm. EH34 thì tôi không nhầm mình như là 11 chấm. EH34 như 11 chấm. Nối cục ấy này, chuyển trục này. Quá áp này. Này khỏi chê thôi. Đầu này. Rồi, lát nữa chúng tôi sẽ thử cho các bạn xem bộ này nha. Rồi, đây là chúng tôi quay tổng quan cho các bạn thấy được lượng hàng về như nào. Thì các bạn có thể biết được. Rồi, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký, bật chuông thông báo, like, subscribe kênh để liên tục cập nhật những video mới nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký để theo dõi kênh. Nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới.